Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Hy vọng phần sức mạnh này có thể là tai họa, thêm một phần hy vọng. Phượng Hoàng Thần Linh, cảm ơn ơn của người, ta nhất định là sẽ không phụ lòng mong chờ. Không cần phải cảm ơn, vì ngươi đến đây, ngược lại đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bổn tôn, chỉ là... đã được định sẵn là phụ lòng linh hồn cuối cùng của Kimo. Vậy nghĩa nào là Kimo Thánh Kiếm? Về để ngăn cản thần lực của nó tiêu tán quá nhanh, linh hồn của Kimo chỉ có thể đem nó giữ lại nơi này, đợi xuất hiện người có đủ tư cách thì có thể ban tặng nó. Khắp thiên hạ này, người có đủ tư cách chỉ có một thiếu niên ngoài người tên là Hỏa Phá Văn, nhưng mà bổn tôn lập tức phải biến mất rồi, không đợi được hắn đến đây. Rút ra Kimo Thanh Kiếm thì cần tư cách gì? Lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất của Kimo phần thế lục, Cửu Dương Thiên Nộ. Chỉ như vậy thôi sao? Có thể để ta thử Kimo Thánh Kiếm được một chút hay không? Cũng được. Lên. Quả nhiên là không được. Hồng Nhi, thứ gì vậy? Mùi vị thơm thật. Chờ chút, Hồng Nhi không lẽ là ngươi? Ngon thật. Ở đây. Ngon quá đi. Cô ta là cái gì vậy? Ăn như vậy cũng không được tiện cho lắm nhỉ? Hồng Nhi, cái đó không ăn được đâu. Đừng mà. Cô ta lại chạy nhanh như vậy. Cảm ơn Vân Triệt ca ca, đây là thứ mà người ta ăn ngon nhất từ trước đến nay đấy. Kim Mô Thánh Kiếm đã bị ăn rồi, cô ta là ai, cô ta là cái gì vậy? Cái đó, cô ta là kiếm linh mà ta dùng. Bình thường đều dùng kiếm để làm đồ ăn. Cái đó, ta cũng không biết cô ta đến ngay cả Kim Mô Thánh Kiếm cũng đều có thể ăn được. Người ta bị thiêu cháy lên rồi. Đột nhiên buồn ngủ quá đi, muốn đi ngủ một giấc. Hồng Nhi đi ngủ rồi, đừng làm một người ta đấy. Chủ của thể Kim Mô Thánh Kiếm là nguyên thủy Kim Mô của hỗn độn. Cho dù là lực của chân thần đều gần như không thể nào suy đoán, sao có thể lại như vậy? Có thể là cô ta có thiên phú bẩm sinh. Trên kiếp thiên kiếm là hơi thở của Kim Mô hay sao? Lại lặng như vậy. Oanh Thiên, khai. Đây là sức mạnh của ta. Cái này, thanh kiếm này đã đem thần lực của Kim Mô Thánh Kiếm dung hợp rồi. Nguyệt Thần Giới, Thần Hậu Điện. Thần Hậu Nương Nương, thật sự là rất xinh đẹp. Chả trách thần đế lại si tình đối với Nương Nương như vậy. Nghe nói đại hội huyền thần sắp kết thúc rồi, thần đế đại nhân nhất định là mong chờ nhanh chóng quay lại để kết hôn với Nương Nương. Đúng rồi Nương Nương, trong tứ tử phong thần của đại hội huyền thần có một người đến từ Ngâm Tuyết Giới mà Nương Nương thường nhắc tới. Ngâm Tuyết Giới, Cẩn Nguyệt, hắn tên là gì? Tên của hắn hình như là Vân Triệt. Nương Nương, người bị làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến một cố nhân mà thôi. Giờ này đã đến vòng thứ 7 của tổ thua cuộc trận chiến phong thần, Vân Triệt đối chiến với quân Tích Nệ. Sao Vân Triệt vẫn chưa tới? Không lẽ là đã xảy ra sự cố gì ở Táng Thần Hỏa Ngục rồi đấy chứ?